Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu còn hướng tới xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ công nhân viên luôn có tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Xác định văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển, thời gian qua, công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn và lãnh đạo các đơn vị cam kết thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp. Tuân theo quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp của EVN và EVN-SBC, ngoài ra là còn theo quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp của công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu. Những hoạt động với khách hàng cũng như trong sản xuất kinh doanh và trong các phong trào thi đua với trọng tâm là khách hàng, phục vụ khách hàng một cách là nhanh chóng nhất. Ngoài tuân thủ quy tắc ứng xử văn hóa của EVN, của Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu còn triển khai nhiều hoạt động thực thi văn hóa doanh nghiệp trong các lĩnh vực như quan hệ ứng xử chuẩn mực với đồng nghiệp, với lãnh đạo cơ quan đơn vị, đặc biệt là ứng xử giao tiếp với khách hàng ngày càng văn minh lịch sự, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao. Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cung ứng điện an toàn và chất lượng. Trong đó, yếu tố nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn được công ty quan tâm chú trọng và triển khai nhiều giải pháp đổi mới tạo thuận lợi tối đa nhất cho khách hàng. Đơn cử như nhắn tin chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa các dịch vụ thu tiền điện, thực hiện nhanh chóng tiếp nhận, xử lý kịp thời các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ điện. Bà con Gò Găng ở Gò Găng thôn 9, xã Long Sơn mấy chục năm không có điện, thì được sự quan tâm của điện lực tỉnh. Cho nên là tháng 12 năm 2017 là bà con ở Gò Găng tổ 7 thôn 9 đã có điện, bà con rất là vui mừng phấn khởi. Để tạo sự thân thiện và chuyên nghiệp hơn với khách hàng trong giao tiếp, hàng năm Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp tốt để giải đáp các nội dung khi khách hàng có yêu cầu. Trong quá trình thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Điện lực Châu Đức, tôi đã có nhiều thay đổi trong giao tiếp với lãnh đạo, đồng nghiệp và đặc biệt là với khách hàng, luôn có cái thái độ tôn trọng và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của khách hàng. Tôi thấy ngành điện, cái phương thức làm việc đổi mới rất là nhiều. Điển hình như nhà tôi, vừa rồi có một cái sự cố bị mất điện, tôi cũng không biết là một lý do gì, nhưng mà tôi chỉ điền lên cái số máy của tổng đài thì chỉ cần là 15 phút sau thì anh em trong ngành điện về phục vụ và khắc phục, tôi thấy rất là sung sướng. Thời gian qua, công tác dịch vụ khách hàng chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt, thời gian tiếp cận điện năng giảm. Nhiều ứng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong kinh doanh điện năng được triển khai, mở rộng khai thác các tiện ích, tính năng hỗ trợ các giao dịch với khách hàng qua giao diện điện tử trên các thiết bị di động, Internet. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu cách mạng 4.0, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng để từ đó xây dựng ngành điện hiện đại. Để tạo ấn tượng và chuyên nghiệp trong công tác chăm sóc dịch vụ khách hàng, Điện lực đã triển khai sâu rộng các hoạt động tri ân ý nghĩa thiết thực đến khách hàng bằng việc lắp đặt, sửa chữa điện miễn phí cho hơn 30 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn các huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa. Với mục đích đổi mới trong phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm mục tiêu để phát triển. Điện từ hồi mà người ta cho cái cổng điện này, cái đầu nó bị trục trặc, cứ sửa hoài. Nhiều lúc không có người ta sửa thì phải ở thầm thôi. Thì cảm ơn mấy anh với mấy chú đồ giúp cho nhà có điện đuốc với người ta sáng sủa không được. Việc triển khai có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu trong những năm qua. Việc xây dựng, thực thi và phát triển văn hóa doanh nghiệp là một trong những hoạt động trọng tâm mà Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã triển khai thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua, nhằm để xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả, đề cao quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Từ đó giúp công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
cấp trên giao, đặc biệt trong giai đoạn 2015-2018, sản lượng điện thương phẩm tăng từ 8 đến 10% năm. Tổng thất điện năng giảm từ 4,17% xuống còn 3,5%. Doanh thu tăng từ 4.500 tỷ lên 6.000 tỷ. Giảm thời gian mất điện trung bình cho khách hàng trên một năm từ 1.000 phút xuống còn 600 phút. Và đặc biệt là giảm chỉ số tiếp cận điện năng từ 9 ngày xuống còn 3,74 ngày. Chính văn hóa doanh nghiệp tạo động lực cho mỗi cá nhân nỗ lực công tác, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với lãnh đạo trong việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ. Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang xây dựng thành công hình ảnh người cán bộ nhân viên tận tâm, trí tuệ, trách nhiệm, thân thiện, tạo sức lan tỏa, cộng hưởng, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.